gắng được vào về lớp lúc này. Nhưng anh tiếp nói hồ sơ nộp vào đây rất nhiều, hàng nghìn cơ không nhận đâu, vì em cũng bình thường thôi. Tôi đã thấy em trước đây dựa lưng vào đại gia phán thành. Em vẫn bé lắm, về học thêm nữa đi. Em cũng khôn lắm, mời truyền thông cùng đến gặp anh. Thôi về đi, đi học đi, em không làm người mẫu được đâu. Bởi vì anh cũng không biết trước mắt em làm gì đây. Đừng thêm mang tiếng nữa vì chẳng còn ai khen. Đừng thêm tài tiếng nữa, việc gì phải bón chen. Đừng thêm mang tiếng nữa, thôi để lắng xuống đi, vì chẳng còn ai yêu thương em trong lúc này. Còn bao chiêu thức nữa thì mới kết thúc đây. Còn bao nhiêu vết nhơ mới cảm thấu được em. Và anh thấy thương, thương cho em lúc này, thương cho cuộc sống khốn khó của em. Không biết thế nào là sao. Anh không thể tin, tin là em có gan. Em biết chơi đấy, tận dụng hết tai tiếng của em. Dù ở đâu cũng đắt sâu, nhưng em nổi tiếng nhờ đâu. Theo cách ấy ai cũng thấy anti-fan ngập tràn phơi. Đừng mang thêm tiếng nữa vì chẳng còn ai khen. Đừng thêm tài tiếng nữa, việc gì phải bón chen. Đừng mang thêm tiếng nữa, thôi để lắng xuống đi, vì chẳng còn ai yêu thương em trong lúc này. Còn bao chiều thức nữa thì mới kết thúc đây. Còn bao nhiêu vết nhơ mới cảm thấu được em. Và anh thấy thương, thương cho em lúc này, thương cho cuộc sống khốn khó của em. Đừng mang thêm tiếng nữa vì chẳng còn ai khen. Đừng thêm tài tiếng nữa, việc gì phải bón chen. Đừng mang thêm tiếng nữa, thôi để lắng xuống đi, vì chẳng còn ai yêu thương em trong lúc này. Còn bao chiều thức nữa thì mới kết thúc đây. Còn bao nhiêu vết nhơ mới cảm thấu được em. Và anh thấy thương, thương cho em lúc này, thương cho cuộc sống không có của em. Không biết thế nào là sao.